một lưu ý quan trọng là nếu các bạn đang điều trị da với các chất như retinol, retinan thì đừng quên bổ sung thêm serum cấp ẩm phục hồi để đạt được hiệu quả tối ưu nhé. Ví dụ điển hình như em Hydra B5 Mask Serum nhà British Skin này thì không có gì phải bàn cãi về khả năng cấp ẩm phục hồi nữa khi trong bảng thành phần có chứa tới 10% vitamin B5, 10% niacinamide, centella và HA. Em này sẽ phù hợp với những làn da thường, da khô, còn với da dầu mụn thì có một số phản hồi là có cảm giác hơi nặng mặt khi sử dụng. Và để nhằm khắc phục hạn chế này thì nay hãng British Skin đã cho ra mắt phiên bản cấp ẩm phục hồi Multi Hydra B5 Mask Serum dành riêng cho da dầu mụn. Vẫn là các thành phần của phiên bản cũ bao gồm vitamin B5, 10% niacinamide thì phiên bản mới dành cho da dầu này được bổ sung thêm 8 loại phân tử HA từ lớn đến nhỏ, giúp cấp ẩm chuyên sâu tới 9 tầng của da. Khi da được cấp đủ ẩm thì việc tiết dầu nhiều sẽ không còn diễn ra nữa. Đặc biệt trong sản phẩm còn có thêm 1% kẽm BCA giúp kháng viêm mụn rất hiệu quả. Nên với sự kết hợp này, vừa giúp cấp ẩm chuyên sâu, làm dịu da, phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da, vừa giúp dưỡng sáng da và kiểm soát lượng dầu thừa hiệu quả. Chất serum lỏng thẩm thấu nhanh, không gây vết dính, khả năng kiềm dầu thì tốt, rất phù hợp với da dầu mụn. Sử dụng đều đặn ngày 2 lần sáng tối sau bước làm sạch và toner để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Các bạn da dầu mụn mà đang muốn tìm một serum cấp ẩm phục hồi tốt thì nên tham khảo thử em serum Multi B5 nhà British Skin này nhé.